Đang đang có hoa mà, chơi hết hoa đi. Không cần hoa. Một là cắt cái này đi, hai cắt này đi, chỉ để hai cái thôi. Bỏ cái cành này đi. Để em cắt cho không nó sợ. Xịn con khỉ, kéo 2 lít vào đòi xịn. Anh mua không? Cắt cành này đi nhá. Rồi. Cắt không? Cắt, ok. Cắt. Cắt đúng như đấy. Cắt bột thì cho anh lấy mũi mẹ ra về. Ai da. Được đấy nhỉ. Đấy, cho ai cầm hoa này về mà cắm là chưa, còn chưa kịp nở luôn này. Thơm thế. Chưa kịp nở. Đây muốn chê cho mà thơm cực. Ừ, thơm. Các bạn không được chê thôi. Mỗi mỗi góc thôi mà. Ừ. Đi quá. Em cắt cái này đi nhá. Cắt cái trong hay cắt cái ngoài? Nguyệt lại làm mớ rồi. Nguyệt lại làm mớ rồi. Ấy. Mua cái này về trang trí nhà thì nhất. Làm mớ rồi. Lại làm mớ rồi. Đang đang có hoa mà, chơi hết hoa đi. Không cần hoa. Một là cắt cái này đi, hai cắt này đi, chỉ để hai cái thôi. Bỏ cái cành này đi. Để em cắt cho không nó sợ. Xịn con khỉ, kéo 2 lít vào đòi xịn. Anh mua không? Cắt cành này đi nhá. Rồi. Cắt không? Cắt, ok. Cắt. Cắt đúng như đấy. Cắt bột thì cho anh lấy mũi mẹ ra về. Ai da. Được đấy nhỉ. Đấy, cho ai cầm hoa này về mà cắm là chưa, còn chưa kịp nở luôn này. Thơm thế. Chưa kịp nở. Đây muốn chê cho mà thơm cực. Ừ, thơm. Các bạn không được chê thôi. Mỗi mỗi góc thôi mà. Ừ. Đi quá. Em cắt cái này đi nhá. Cắt cái trong hay cắt cái ngoài? Trong hai cái này cắt đi một cái, cắt cái trong hay cái ngoài? Cắt luôn cái này. Cắt cái này. Chơi thế. Có rồi. Đúng rồi. Mỗi cục. Hay nhỉ. Cắt cái đứng nó bẻ cái. Cắt. Mạnh tay vào sao đéo đi. Mạnh tay vào. Nhưng mà dù cây của anh em hỏi qua ý anh. Đang nụ chưa kịp nở. Tôi đéo để cho em 2 lít. Anh thích gửi mẹ anh mua. Cái cây xanh ăn liền kia của chú. Anh thích cái bể với anh mua. Anh thích đéo cây này. Anh ấy, quan tiền tao được phá sướng quá. Nhưng mà em bán cho anh cái xanh cho nó bị tí tiền. Em không có lãi đấy nhưng mà thôi được phá sướng. Đấy. Nguyệt lại bán mớ kìa. Nhưng mà anh phải là kéo này trong mắt em kéo giờ hơi 2 miếng bạc kéo xịn. Cho đi theo với. Là 600 là giá cuối cùng. 500 thì thôi. Không còn rồi. Thôi cũng để cho em ăn đi. Mua mỗi củ. Củ đẹp nhỉ, có lẽ già nhỉ. Củ kính. Mẹ củ này củ 5 nghìn đấy anh. 5 triệu. Đem hoa về tặng vợ đây. Cái củ ở nhà của anh to cái bụng này. Hôm nay này. Nhà người cho chú xem. Hôm nay nhà em xanh. Hoa nhà. Hôm nay ngày rằm về cắm thơm. Nó trắng như là sừng luôn đấy. Chưa kịp nở luôn này. Không được ăn tiền, không được sở hữu nhưng được cắt sướng bá. Sướng. Lại còn được hoa mang về. Đây. Này, còn gốc còn to hơn xanh lan điền của chúng mà nó trắng như là sừng luôn. Gấp 4 gấp 5 lần. Như hàng hoa nó không có giá trị như cây thế. Đây nó là hàng hoa. Anh đứng
chơi hàng hoa anh rồi ăn sang hàng thế. Đẹp cây này đẹp. Thời gian, nó nét dài thế là đi qua nhìn chả thấy đâu vì nó thụt dưới. Rồi, bạc ông rẻ tiền tuyệt ạ. Ừ. Cái ông bán cây đúng ra ông đập mẹ này thì ông để mỗi cái này ra thôi. Thì bán được cây. Em bảo là cắt nốt này nhá. Đâu? Đây. Thế này đi. Ừ. Đúng rồi, bà đi. Thế thì anh chủ. Bởi vì anh ở đập ra thì anh nhìn thấy cây. Ủa có làm em 2 nít. Để em phục về. Thôi để chơi. Nhưng mà tiếc quá. Nhưng mà xanh nó phải to gấp đôi này cơ. Chỉ tiếc là hoa chưa kịp nở. Chơi hết hoa thì đã xong cắt. Cái đấy anh kẹp trước. Trông đẹp mà. Chặt cho anh cây kia lên trước là mình nhìn thấy. Ngoài giờ đây cây sốt quá rồi. Xanh 5 điểm tí tiền cho anh. Tiếc không? Tiếc. Tiếc không? Thôi chẳng nhanh cho khỏi tiếc. Thôi đây gọi si gì. Si ra báo đấy. Thôi chẳng nhanh thì càng để lâu càng tiếc. Nhưng mà đời thì cứ dùng đưa ra dây khoan. Em đưa ra cho anh cái giá thì nó buồn cười. Thế này chú bán thì là không giá. 5 nít là cuối cùng rồi. 4 nít. 4 lít. Bây giờ anh cũng bảo thôi giá lại chú quay bắt. Thì ông đang thích cái cây của anh cả, như chỉ có cây này này, anh sang anh hỏi nó. Tiêu hoa tiêu cho anh, cây chỉ có cây xịn. Anh ạ, có thằng nào đi bán hàng như em? Thì nhẹ để cho các bác chơi sau nhìn cái cây chúng bán cây. Cảm ơn, từ trước, cảm ơn người bán cây sau. Để cho bị bán nhảy. Không. Luyến này bán nhiều. Trẻ nó không chơi cái dáng này đâu. Trẻ nó không chơi dáng này đâu. Giờ chỉ dáng phố thôi. Tôi tao đéo mua cái xanh này nữa thì thằng hâm nó vào con trẻ chẳng biết đâu. Rồi, xin chúc mừng. Đấy, ra còn chuyến nữa cơ. Thì thích dành tí tiền. Bảo chở nốt đi cho nhìn nó đỡ vương vấn. Trước em hoa tiêu cho anh chơi cây chỉ có lét thôi. Cho lên thùng xe cho thơm. Không ý để lên xe cho thơm. Ăn ngọt ngọt. Ngon. Đẹp. Hoa thơm quả ngọt. Quả ăn được anh? Ăn được. Ăn được. Vâng, cứ để xe chú trở về nhé. Quả hồng mông mai ăn được mà. Đỏ như cà chua. Anh cứ mua. Bao tiền thì cái đường bán. Nó cứ vượt 150 là chú bán ạ. Vượt 150 à? Vượt 150 ạ. Thế là hơn 150. Để 200. Đổi hoa nhà thì 140 nhé. Đổi hoa nhà ấy. Anh ấy cái xanh vừa bán hôm xuống Nam Định mua cùng ở cái nô Nguyệt Quế cả hoa đấy. 10 cây đi. Cây đấy à? 10 cây. Không, em đang chọn đến 2 cây thôi. Không đến 10 cây đấy. 2 cây à? Chọn 2 cây à? Chết phí. Chọn 2 cây à? Bên kia xem cây nào là đẹp nhất.
đấy, cong cong đi đấy, hai cây chốt. Cái này về nhân giống được thoải mái, cứ cắt cái này cắm xuống có cái rễ đây đúng không? Cứ cắt cành cắm xuống là sống, cứ cắt cành này cắm xuống là xuống, xuống là sống. Cầm đi rồi. Đây này, mấy bà này mấy cây to mấy bà mua rồi. Hoa. Nhiều quá lại khó chọn nha. Anh thấy cây nào đẹp hơn? Mỗi cây vẻ. Mỗi cây vẻ. Ừ. Cứ to mà cây chơi. Như cháu thấy cây này là cháu đang muốn trồng dáng bay. Bay à? Đây này, đây cái này cũng được này. Này này. Này này. Trong góc của nó. Cháu chốt cây này rồi, cây ông bảo hai cây này cây nào đẹp hơn? Cây đẹp. Bên kia này. Cây này. À. Tại vì nó bằng giá nhau ấy. Loạt này em mua mấy cây. Làm luôn mấy cây. Ừ. Mai ra làm loạt nữa. Mai, làm. Thôi, mai ra lại mua tiếp. Đấy. Tình đấy nhỉ. Business. Tinh tinh. Không có cái dòng mini. Có mấy chục nghìn cây. À, hiếp rồi, hấp nhau rồi à? Tùng rồi, tùng đấy nhỉ. Đang mùa hoa. Đây, khó chọn đấy nhỉ. Doanh thu một ngày của Nghệ Luyến là kinh đấy. Ôi, còn đấy chết người đấy nhỉ. Không, bây giờ đã ngon rồi đấy. Kiểu gì 15 năm 4 triệu. Bây giờ thì bây giờ bán bao nhiêu? 1,5 triệu à? Mấy lần chú quay anh, chú lại cứ quay đằng sau lưng anh thì bọn nó thao biết mặt được. Ừ mẹ, thì lưng đẹp rồi chở quay lưng. Quay mặt không quay thì quay lưng. Lưng đẹp. Lưng đẹp. Ủa, gì này nấp đất thế này luôn. Gì vết không mẹ, cứ phải bới ra. Trông nổi lên. Bây giờ con này nhấc hẳn lên. Trông nổi lên. Nó cũng có tí nét. Ở dưới nó vẫn còn. Đừng cao đất, cứ để nguyên cái bánh đất này nhưng trông nổi lên. Thôi không cao đâu, để nguyên này thôi. Kiểu gì đi ba biên, ba buổi chợ. Không, con này thì lại bay sớm rồi. Con này về làm cây kiếm thành cây tử cũng đẹp. Cây ừ. Đúng rồi. Giờ chỉ đỡ đau đầu nhất là mua tất. Kể cả là tay mình làm thì không có cái nào giống nhau. Kể cả là hai cây nhìn như nhau nhưng làm không thể ra được. Không bao giờ giống nhau. Bây giờ mình về mình làm mình lại nó lại thích gì kiểu gì lại về kiểu đấy. Sáng tác thêm. À. Làm thêm đôi nữa cho. Ừ. Cái này. Làm phát 3 cây, 4 cây. Bao tiền một cây? Mấy chục nghìn. Đây. Đây này. Con còng còng cái này rồi. Cho cái chén. Cho cái chén. Này, em mua cây này này. Ừ. Nếu mà nhìn ra cây này không thì là cho anh cắt cái con còng này đi. Con còng này đi. Cắt tại vườn này. Không, nó làm hai cái thôi. Rồi nó không qua nhìn nó phê. Quá phê luôn. Cho cái chén.
nhỏ luôn. Là hàng này chia nhỏ luôn. Đi đâu thì cho vào túi quần ấy, mang đi chơi cứ cho vào túi quần. À, làm 4 cây. Ôi giời, mang đi đâu chả được. Mang sang Trung Quốc được bé tí này. Nó cho túi mà treo vào xe ấy. Ok. Thì chúc mừng. Này là mẹ 6 cây đi. Tốt đẹp. Em là em không thích cái kiểu là chân bé người to. À, xong. 3 cây. Cân đối.